Xin kính chào quý vị các bạn. Thì tôi rất hân hoan và vui mừng khi được báo với quý vị các bạn rằng là chúng tôi, shop của mình đã nghiên cứu thành công cái vấn đề mà điều khiển cái thiết bị bằng cách gọi điện cho module SIM 900A. Thì đây là cái module SIM 900A của tôi, và đối tượng điều khiển tôi là một con đèn LED. Đèn LED này là một cái đại diện cho một cái relay. Nếu các bạn thay đèn LED bằng cái relay thì các bạn có thể kích điều khiển rất là nhiều thiết bị, gần như là tất cả thiết bị đều có thể kích bằng cách này. Bây giờ thì không nói nhiều và mời các bạn xem biểu diễn thực tế thế nào. Đây em Hiếu. Đây thì đây là chúng tôi sẽ gọi điện cho cái số này, số trên SIM ở đây. Rồi em gọi đi. Đây, để luôn cho quý vị các bạn cùng xem. Thành thực luôn. Đây. Đó các bạn thấy đó, sáng đèn. Và ở trong chương trình này tôi đã cài đặt khi mà tắt máy. Tắt máy thì tôi cho delay trong 7 giây. Tắt máy thì delay trong vòng 7 giây. 7 giây nó vẫn sáng. Hết 7 giây thì nó sẽ tắt. Đó, bây giờ tôi làm lại nha các bạn. Làm lại nha. Bây giờ tôi gọi đây. Đó. Rồi gọi lại nè. Đợi tí xíu các bạn ha. Đó, rồi nó lên rồi ha. Bây giờ tôi sẽ delay tắt nó. Tôi tắt nó. Thì trong vòng 7 giây nó sẽ tắt. Đó. Thì cái ứng dụng này á nó rất là quan trọng là như thế này. Thí dụ như nó chúng ta có thể là sử dụng cho máy bơm nước chẳng hạn. Thí dụ như chúng ta cắm một máy bơm nước đầu này, chúng ta chạy xa thật xa, kéo dây xa thật xa, chúng ta chỉ cần gọi một cuộc gọi thôi và chúng ta sẽ cho delay trong thời gian bao nhiêu đó. Thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục phát triển cái mã code này. Chúng tôi đang tiếp tục phát triển cái mã code này. Hiện nay nó vẫn có một vấn đề như thế này nè các bạn. Đó là cái số này nè. Bây giờ số nào gọi cũng được. Số nào gọi vô cũng được, miễn đúng số là gọi vô là nó sáng cái đèn. Đó. Thì đúng số gọi vô là nó sáng đèn. Thì như vậy á, bây giờ cách giải quyết á, thì tương lai á, tiếp tục chúng tôi sẽ nghiên cứu tiếp để mà khống chế nó chỉ là trong trong một số nhất định thôi, dùng phần mềm khống chế. Thật ra chúng tôi đã nghiên cứu mà chưa ra. Và cách thứ hai á, là giải quyết thế này là chúng ta sẽ chặn, sẽ sử dụng cái hình thức là chúng ta sẽ đưa cái SIM này vào, chúng ta thiết lập là chặn tất cả cuộc gọi tới và chỉ trừ một hai số thôi, một hai số mà mình quy định là sẽ điều khiển nó. Thì cách đó chúng ta có thể làm nhanh và đưa vào trong thực tế liền. Cái vấn đề mà chúng ta sợ người khác gọi tới á, là chỉ là sợ gọi lộn số thôi. Chứ bình thường á, thì nếu như các bạn mua cái SIM thì một mình các bạn biết cái số SIM đó thôi. Chứ còn cũng đâu có ai biết đâu. Thì lâu lâu á, thỉnh thoảng có thể là gọi lộn số thì đó sẽ là một thì có thể gây một số phiền toái chúng ta. Chúng ta có thể giải quyết bằng cách là chúng ta dùng tính năng là chặn tất cả cuộc gọi, thì chỉ trừ một hai cuộc gọi thôi. Trong tương lai thì mình sẽ tiếp tục phát triển cái mã code của phần này nữa, và chắc chắn nếu mà khi mà làm thành công thì mình sẽ đưa ra để cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo. Và thì cái mô hình này tôi đã nghiên cứu cũng đã lâu rồi, thật ra tới nay cũng đã một năm rồi. Và đây là dòng module rẻ nhất trong các dòng module SIM 900A. Và hiện nay thì với những nghiên cứu của mình thì dòng module này có thể đưa vào trong ứng dụng rồi trong thực tế. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi clip này, và hẹn gặp lại trong những cái clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.